hướng dẫn làm con gấu đi à. Ok, và bây giờ đây mình sẽ hướng dẫn cả nhà làm con gấu cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể làm được nha. Rồi, làm mẫu này thì chúng ta cần có bóng liên kết nha cả nhà. Tổng sẽ là 15 quả bóng liên kết như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ bơm cái bóng liên kết này lên nha. Nó có nhiều size cả nhà để ý ha. Rồi, mình bơm lên nha. Đó, mình bơm xong rồi mình sẽ nối lại với nhau, mình bơm khoảng 23 cm đi ha. Rồi mình sẽ nối lại với nhau, nó sẽ thành như thế này. Đó. Rất là đơn giản thôi. Đó, một vòng như thế này là 4 cái đầu tiên nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm một dây 4 cái nữa, có 2 cái lớn 2 cái nhỏ nha. Bây giờ đây thì mình sẽ làm thêm một chùm 2 cái nữa. Màu trắng là cái bụng đó nha cả nhà. Rồi phía cái cầu màu tím phía sau là cái lưng của con gấu. Đó, cả nhà thấy hình dung ra chưa? Mình làm rất là nhanh. Rồi một liên như thế là 5 cái này đó, cả nhà thấy không? So le cái to cái nhỏ, cái to cái nhỏ. Thì hai cái nhỏ là cái lỗ tai. Đó, mình đong xoắn lại. Rồi tiếp tục đó là nó có cái nhỏ nữa đó, cả nhà thấy chưa? Rồi mình sẽ xoắn lại để làm hai cái lỗ tai nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cột lại để thành cái đầu. Rồi. Bây giờ đây mình sẽ có một chùm 4 cái màu trắng nè, chúng ta sẽ kết những chỗ của lỗ tai á, nhìn cho nó đẹp hơn và nó chắc hơn. Rồi, rồi chúng ta sẽ khóa lại luôn nha để cho nó khỏi bung ra lại. Rồi chúng ta sẽ có một thêm một chùm 4 cái nữa nè. Cái chùm 4 cái thì nó to hơn cái lỗ tai, chùm của lỗ tai một xíu nha. Đó, chúng ta sẽ kết lại. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một đoạn bóng dài á, chúng ta bơm lên làm cái lỗ mũi. Rồi bây giờ đây chúng ta sẽ bơm thêm một cái bóng tròn nữa. Bơm vừa thôi, cỡ bằng bàn tay thôi. Rồi, chúng ta sẽ cột nối lại với nhau này, cả nhà xem kỹ nè ha. Mình làm cũng chậm cho nên cả nhà nhìn kỹ nha. Rồi, chúng ta sẽ nhấn xuống. Rồi, tay kia thì chúng ta sẽ giữ và chúng ta sẽ xoay vài vòng. Để chắc hơn thì chúng ta phải lấy một cái dây bong bóng này nha. Chúng ta sẽ xoắn vài vòng nữa cả nhà thấy không? Đó, chúng ta sẽ xoắn vài vòng rồi chúng ta thả ra thì nó sẽ tự dính lại luôn nha. Rồi, bây giờ đây mình sẽ cột nó với một quả bong bóng tròn nữa. Đó, để cho mà khi mà mình cột xong á, rồi mình sẽ, này cả nhà nhìn kỹ nè. Chúng ta sẽ đưa cái bóng tròn nó ra phía sau để nó giữ lại cái lỗ mũi. Đó, như thế chưa? Nó đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ đây mình sẽ bơm hai cái bóng tròn màu đen nha để làm hai con mắt nè. Khi mà chúng ta kết lại cột lại với nhau ấy, thì chúng ta sẽ cố gắng cột để cho nó có khoảng cách xa xa đây nha. Để khi mình đưa lên nó rất là dễ. Đó, cả nhà nhìn kỹ này đó, mình cột nó rất là xa. Rồi, có một đoạn dài đó, cả nhà thấy chưa? Đó, rồi chúng ta sẽ đưa lên cái lỗ mũi nè, chúng ta vòng lên. Đó, nhanh như vậy thôi, xong.